Tại lễ phát động ngành giáo dục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh thiệt hại cho tới thời điểm này là chưa thể đo đếm được, cần thời gian để khắc phục. Theo thông tin ban đầu từ một số địa phương, đến thời điểm hiện tại có 7 học sinh, 2 giáo viên thiệt mạng, một giáo viên bị mất tích do bão lũ, hàng chục ngàn trường học bị hư hại, hàng triệu học sinh chưa thể đến trường trước tình hình bão lũ nghiêm trọng bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố tùy tình hình thực tế tại địa phương chỉ đạo tổ chức dạy và học hỗ trợ giáo viên học sinh khắc phục hậu quả bão lũ toàn ngành tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn để bảo đảm cho hoạt động dạy và học sớm trở lại bình thường ngay tại lễ phát động lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục đã ủng hộ số tiền hơn 6,6 tỷ đồng. Hoạt động ủng hộ sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới thông qua kênh Công đoàn Giáo dục Việt Nam.